Ngày 8 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, số lượng người từ các tỉnh thành phố trở về thủ đô rất lớn, tiềm ẩn cùng mầm bệnh và nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng. Thành phố Hà Nội cũng quyết định từ 18 giờ ngày 8 tháng 7 tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân thành phố. Thành phố Hà Nội yêu cầu cụm cảng hàng không miền Bắc, ga Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải thành phố thường xuyên cập nhật yêu cầu hành khách trên toàn bộ các tuyến vận tải, hàng không, đường sắt, đường bộ từ các địa phương khác trở về thành phố, kể cả vùng chưa có dịch, thực hiện thông điệp 5K, khai báo y tế online qua ứng dụng nCoV, trang web www.tokhaiyt.vn, khai báo y tế bằng mã QR code tại các địa điểm đi qua. Trước đó ngày 7 tháng 7, yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và thành phố Hồ Chí Minh đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch phải tổ chức xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ ba và ngày thứ sáu kể từ ngày đi từ vùng có dịch về, sau khi tự theo dõi sức khỏe tiếp trong vòng 7 ngày. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng. Các cơ sở dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.